Kính chào quý vị, đây là chương trình cập nhật thông tin trong nước nổi bật đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị đón xem. Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 8.000 binh sĩ trong một tuần. Trong một loạt bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổn thất về quân nhân của Ukraine đã vượt quá 8.000 người trong tuần qua. Trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công vào khu vực Donbass của nước này, quân đội Nga đã chiếm giữ hai khu định cư từ lực lượng Ukraine và đã giành được quyền kiểm soát trên toàn khu vực, theo ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Các tuyên bố cũng nói rằng lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát các ngôi làng Novomikhailovka ở miền trung Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Bogdanovka gần thị trấn chiến lược quan trọng Chasovya ở phía bắc Donetsk. Khoảng 20 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực cũng bị đẩy lùi. Giao tranh dữ dội cũng nổ ra tại khu vực Avdiivka của Donetsk, nơi các lực lượng Nga đang tiến về phía các làng Ocheretino và Netalovo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này cũng đã đẩy lùi 63 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực và Ukraine đã mất tổng cộng 8.280 binh sĩ trong 7 ngày qua, chủ yếu là trong cuộc giao tranh ở Donbass. Ngoài ra, phía Ukraine cũng mất khoảng chục xe tăng và vài chục xe chiến đấu bọc thép cùng hàng trăm thiết bị quân sự khác. Theo Nga, danh sách này bao gồm ít nhất một pháo tự hành 155mm Paladin do Mỹ sản xuất cũng như gần 30 hệ thống pháo do phương Tây cung cấp. Lực lượng Nga cũng đã phá hủy 8 bệ phóng tên lửa đa nòng của Ukraine, bao gồm hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống RM-70 Vampire do Séc cung cấp. Phía Nga nói thêm, lực lượng không quân và hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25 của Ukraine, cùng với hơn 1.600 thiết bay không người lái. Đầu tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng lực lượng Moscow đã nắm thế chủ động trong cuộc xung đột Ukraine và xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây. Tình báo Ukraine tung clip phá hủy trực thăng Ka-32 của Nga. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine HUR đưa tin một trực thăng đa năng Ka-32 của Liên bang Nga đã bị phá hủy tại sân bay Otavchevo ở Moscow trong đêm 26 tháng 4. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ The Kyiv Independent ngày 27 tháng 4 cho biết một nguồn tin tình báo xác nhận rằng HUR đã phá hủy một chiếc trực thăng Kamov Ka-32 của quân đội Liên bang Nga ở sân bay Otavchevo nằm ở ngoài ô phía nam Moscow. Trong một đoạn video được HUR chia sẻ trên kênh YouTube, người ta cũng thấy ngọn lửa đã bùng lên, nhấn chìm chiếc máy bay và theo HUR, chiếc Ka-32 này đã bị thiêu rụi. Theo The Kyiv Independent, sân bay Otavchevo thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, còn trực thăng Ka-32 có thể được sử dụng làm phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa, hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, xây dựng công trình, bốc rỡ tàu và sơ tán khẩn cấp. Các lực lượng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV và các hoạt động phá hoại trên lãnh thổ Nga, nhắm vào các tài sản quân sự, nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp. Tuy nhiên, Kyiv thường không bình luận chính thức về các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga. Trong một hoạt động phối hợp, tình báo quân sự và lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã tấn công các sân bay Yev, Ingo 2 và Kerch vào ngày 5 tháng 4. Ukraine có lợi thế ra sao sau khi nhận được tên lửa ATAC-MS của Mỹ? Sau khi có thông tin Mỹ đã gửi hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAC-MS cho Ukraine, ông Dan Rice, cựu sĩ quan pháo binh của quân đội Mỹ, nói với trang Business Insider, điều này sẽ khiến Nga phải thay đổi rất nhiều chiến lược và chiến thuật. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ tờ Business Insider ngày 25 tháng 4 cho biết, ông Rice nhận định rằng Ukraine có thể dùng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt M270 hiện có để phóng ATAC-MS, nhưng cũng có thể dùng các biến thể ATAC-MS khác nhau để tấn công các mục tiêu khác nhau. Ukraine có thể dùng các biến thể cụm, còn được gọi là vũ khí khu vực để tấn công các nơi tập trung quân lớn trên mặt đất hoặc trong chiến hào, đồng thời phá hủy nhiên liệu, đạn dược và xe bọc thép ở khu vực lân cận. Mặt khác, Ukraine cũng có thể dùng các đầu đạn đơn nhất để tấn công các mục tiêu như cầu cống, trụ sở chỉ huy và kiểm soát,
kho tiếp tế hoặc bong ke vì tên lửa loại này tạo ra một vụ nổ lớn thay vì phân tán bom, đạn con trên một khu vực rộng hơn. Ông Rice nhận định, kết hợp như vậy sẽ khiến những bệ phóng HIMA trở nên nguy hiểm hơn và gây thêm áp lực lên Nga ở tất cả các khu vực trong phạm vi 300 km tính từ tiền tuyến. Cho dù Mỹ gửi loại nào, thì sự xuất hiện của ATAC-MS có thể sẽ buộc Nga phải thay đổi chiến lược và chiến thuật. Các chuyên gia trước đây đánh giá rằng giới lãnh đạo quân sự Nga sẽ phải cân bằng giữa bảo vệ và di dời các tài sản dễ bị tổn thương nằm trong tầm bắn của tên lửa mà không thực sự làm giảm giá trị chiến đấu của các vũ khí này. Ông Rice cho rằng khi Ukraine có nhiều ATAC-MS hơn thì nước này có thể buộc Nga phải đẩy các kho tiếp tế, các sở chỉ huy và kiểm soát cũng như trực thăng tấn công ra xa tiền tuyến hơn. Ông nói thêm rằng bằng cách này, Ukraine sẽ gây khó khăn cho Nga trong việc tiến hành chiến tranh chống lực lượng của Kiev. Việc thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trong tuần này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với lực lượng của Ukraine khi họ đang phải đối mặt với viễn cảnh ngày càng nghiệt ngã trên chiến trường do cạn đạn pháo và đạn phòng không. Trước đó, theo đài RT, Mỹ đã bí mật gửi cho Ukraine một số lượng tên lửa ATAC-MS tầm xa vào tháng trước. Thông tin trên do nhiều tờ báo của Mỹ đưa tin ngày 24 tháng 4, dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên. ATAC-MS có tầm bắn lên tới 300 km, đã được đưa vào gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD và được Tổng thống Joe Biden phê duyệt vào ngày 12 tháng 3. Phát biểu với điều kiện giấu tên, nguồn tin trên cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa này lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 4 nhằm vào một sân bay của Nga cách tiền tuyến khoảng 165 km. Sáng ngày 17 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tấn công căn cứ không quân Dzhankoy của Nga ở Crimea. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tuyên bố này. Tổng thống Zelensky từ lâu đã kêu gọi các nước gửi tên lửa tầm xa hơn. Lầu Năm Góc ban đầu phản đối nhưng đã thay đổi quyết định sau khi Nga sử dụng tên lửa đạn đạo được cho là do Triều Tiên cung cấp và bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Quan chức này nói, chúng tôi đã cảnh báo Nga về những điều đó, họ đã nối lại các cuộc tấn công hạ tầng năng lượng. Quan chức này cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nghe theo lời khuyên của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Q. Brown và gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine. ATAC-MS được mua từ Lockheed Martin thay vì lấy từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc và được thanh toán bằng khoản tiết kiệm từ một số hợp đồng quân sự đã được giao với giá thấp hơn giá ban đầu. Theo quan chức này, Tổng thống Biden đã chỉ thị cho trợ lý đưa ATAC-MS vào gói hàng nhưng phải giữ bí mật để bảo vệ an ninh cho các hoạt động và đảm bảo yếu tố bất ngờ của Ukraine. Ngày 22 tháng 4, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel xác nhận Washington đã chuyển giao cho Kiev các ATAC-MS tầm xa để sử dụng trong lãnh thổ Ukraine. Ukraine lần đầu tiên nhận được tên lửa ATAC-MS tầm trung vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, quân đội Nga nhanh chóng bắn hạ các tên lửa này, ngăn cản kế hoạch của Tổng thống Zelensky nhằm làm hư hỏng hoặc phá hủy cầu Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói vào tháng 10 năm 2023, đây lại là một sai lầm khác của Mỹ. Theo ông Putin, nếu Mỹ không gửi tên lửa này, thì sau này họ có thể tuyên bố rằng họ đã ngăn ngừa những thương vong không cần thiết. Theo ông Putin, khi Nga nâng cấp hệ thống phòng không để đánh chặn ATAC-MS, sự xuất hiện của tên lửa này sẽ không có tác động lớn đến hoạt động chiến đấu và sẽ chỉ ảnh hưởng tới Ukraine lâu hơn. Nga-Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn. Theo kênh Al Jazeera, trong một bản báo cáo tình hình định kỳ của quân đội Ukraine công bố ngày 27 tháng 4, lực lượng cho biết Nga đã thực hiện tấn công tên lửa quy mô lớn vào các nhà máy năng lượng của Ukraine. Viết trên một bài đăng trên Facebook, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho hay, đặc biệt, các cơ sở ở vùng Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk và Lviv đã bị tấn công, thiết bị hư hỏng. Ông nói, công ty vận hành điện lực Ditech cho biết, thiết bị tại 4 nhà máy nhiệt điện đã bị hư hỏng nghiêm trọng trong các cuộc tấn công trong đêm. Công ty điện lực nhà nước Ukrenergo cho biết thêm, họ đã ngắt đường dây điện chính ở phía tây đất nước như một biện pháp phòng ngừa. Chúng tôi yêu cầu tất cả người tiêu dùng tiêu thụ điện tiết kiệm. Ngành công nghiệp được yêu cầu tối đa hóa nhập khẩu điện và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế. Thông báo của Ukrenergo gửi tới người dân. Theo lực lượng Ukraine, 21 trong số 34 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ trong loạt tấn công mới nhất. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tiến hành một số cuộc tấn công quan trọng nhất
vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, làm đình trệ một phần đáng kể hoạt động sản xuất và gây ra tình trạng mất điện. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 4 cho biết, chỉ trong tuần qua, lực lượng nước này đã tiến hành 35 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, nhà máy quốc phòng, cơ sở hạ tầng đường sắt, hệ thống phòng không và kho đạn dược của Ukraine. Các cuộc tấn công kéo dài từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 4 là để đáp trả những nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp và năng lượng của Nga. Trong khi đó, Kyiv cáo buộc Moscow gia tăng các cuộc tấn công trước lễ kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 và Ukraine đang chờ đợi Mỹ hỗ trợ vũ khí. Cũng trong sáng 27 tháng 4, theo một nguồn tin tình báo Ukraine nói với hãng tin Reuters, Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu Ivsky và Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga bằng máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này. Nguồn tin giấu tên cho biết, cơ quan an ninh SBU đã tiến hành cuộc tấn công. Các máy bay không người lái cũng nhắm mục tiêu vào sân bay quân sự Kuchev cùng khu vực trong đêm. Một quốc gia thuộc NATO từ chối cung cấp Patriot cho Ukraine. Theo thông tin từ báo tin tức, một quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thẳng thừng từ chối bàn giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, kèm theo lý do rõ ràng. Cụ thể, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Efemerida khẳng định rằng Athens sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot hoặc S-300 cho Ukraine. Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ Hy Lạp đã hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả các biện pháp phòng thủ. Tuy nhiên, ngay từ đầu chúng tôi đã tuyên bố rằng Hy Lạp không thể cung cấp các hệ thống phòng không quan trọng đối với khả năng răn đe của quốc gia. Athens đã cung cấp cho Kyiv hàng ngàn tên lửa, chất nổ, xe bộ binh, bom, đạn dược và tên lửa chống tăng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Truyền thông Hy Lạp vào tháng 3 đưa tin rằng có thể Athens đang xem xét chuyển cho Ukraine hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất nếu nước này có thể mua được MIM-104 Patriot Mỹ sản xuất. Bên cạnh đó, truyền thông địa phương đồn đoán rằng một thỏa thuận trao đổi với Mỹ để thay thế hệ thống Patriot tại Athens hoặc hệ thống S-300 trên đảo Crete cũng có khả năng xảy ra. Nhưng Thủ tướng Mitsotakis dường như đã làm sáng tỏ các thông tin này trong cuộc phỏng vấn hôm 25 tháng 4. Ông nhấn mạnh, các hệ thống phòng không mà bạn đề cập rất quan trọng để bảo vệ không phận của Hy Lạp và sẽ không được cung cấp cho Ukraine. Hy Lạp từ lâu đã có mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ khi hai nước láng giềng tiến gần đến xung đột quân sự vào năm 1987 và 1996. Cả hai nước cũng lên tiếng cáo buộc phía bên kia vi phạm không phận trong những năm gần đây. Trong khi đó, Ukraine đang cần lực lượng phòng không để giúp chống lại các cuộc tấn công của Nga. Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói với tờ Washington Post của Mỹ rằng nhóm của ông đã xác định được hơn 100 hệ thống phòng không Patriot mà họ tin rằng các đồng minh có thể không cần đến. Ông Kuleba tiết lộ đã xác định được 4 quốc gia châu Âu và châu Á sở hữu hệ thống Patriot có thể gửi được ngay tới Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể các quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng cho biết Ukraine cần 25 hệ thống Patriot từ 6 đến 8 khẩu để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Ukraine hiện có từ 3 đến 5 hệ thống Patriot với số lượng và địa điểm triển khai chính xác được giữ bí mật. Bầu cử Mỹ năm 2024, Tổng thống Joe Biden sẵn sàng tranh luận với đối thủ Donald Trump. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 4 tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù không nêu rõ thời gian cụ thể. Đây là tuyên bố rõ ràng nhất của ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng về việc sẵn sàng đối đầu với đối thủ bên Đảng Cộng Hòa trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 tới. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình Hồ Western của đài Fox News về việc liệu Tổng thống có kế hoạch tranh luận với đối thủ của mình trong kỳ bầu cử năm 2024 hay không, ông Biden khẳng định, tôi rất vui được tranh luận với ông ấy. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho biết ông vẫn chưa rõ các cuộc tranh luận sẽ diễn ra theo hình thức nào và để ngỏ khả năng 3 cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp theo truyền thống có thể sẽ diễn ra dưới hình thức khác trong năm nay. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden tuyên bố sẽ tranh luận với ông Trump trong kỳ bầu cử này. Trước đó, ông chỉ nói rằng việc tranh luận sẽ phụ thuộc vào hành vi của người tiền nhiệm. Phản ứng sau tuyên bố trên của Tổng thống Biden, ông Trump ngỏ ý rằng hai bên có thể tranh luận luôn tại Michigan trong cuộc vận động tranh cử vào tuần tới, hoặc thậm chí có thể sớm hơn là ở thành phố New York, nơi cả hai đều đã có mặt trong ngày 26 tháng 4.
Trước đó, cựu Tổng thống Trump, người đã từ chối tham gia các cuộc tranh luận với các ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa trong vòng bầu cử sơ bộ, đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ tranh luận với Tổng thống Biden mọi lúc, mọi nơi. Bất chấp việc Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu vào năm 2022, nhất trí rút khỏi Ủy ban tranh luận Tổng thống. Hiện Ủy ban tranh luận Tổng thống đã lên lịch tổ chức 3 cuộc tranh luận vào tháng 9 và tháng 10 tới tại Texas, Virginia và Utah. Những động thái trên diễn ra sau khi đầu tháng này, hàng chục cơ quan truyền thông lớn nhất của Mỹ đã đăng một thư ngỏ kêu gọi hai ứng cử viên Biden và Trump tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình trước cuộc bầu cử vào cuối năm. Bức thư được ký bởi một nhóm các đài phát thanh, truyền hình cáp và báo in, bao gồm ABC, AP, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, NBC, News Nation, Univision, NPR, PBS Newshouse và USA Today. Trong thư, các hãng tin kêu gọi các ứng cử viên công khai cam kết tham gia các cuộc tranh luận tổng tuyển cử trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Cựu Tổng thống Donald Trump tăng tốc chiến dịch quyên góp tranh cử. Cũng theo nguồn tin từ nhóm vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC, ngày 3 tháng 4 tuyên bố đã huy động được tổng cộng 65,6 triệu USD trong tháng 3 và bước sang tháng 4 với 93,1 triệu USD tiền mặt trong tay. Tổng số tiền huy động được công bố cho thấy ông Trump và RNC đã cải thiện được tình hình tài chính so với tháng trước, khi cựu Tổng thống Mỹ và các ủy ban gây quỹ chính của ông công bố tổng số tiền mặt hiện có là khoảng 41,9 triệu USD, còn RNC thì đang nắm giữ thêm khoảng 11,3 triệu USD. Tổng số tiền nêu trên chưa vượt qua 63 triệu USD mà chiến dịch tranh cử của ông Trump từng huy động được với Đảng Cộng Hòa hồi tháng 3 năm 2020. Thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống gần đây nhất và là khoảng thời gian đại dịch COVID-19 càn quét khắp nước Mỹ, làm thay đổi cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, ông Trump và RNC cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC. Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ đã thông báo tổng số tiền mặt vào thời điểm cuối tháng 2 là hơn 155 triệu USD và vẫn chưa công bố tổng số tiền thu được trong tháng 3. Chiến dịch tranh cử của ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ quyên góp được 33 triệu USD trong bữa dạ tiệc ngày 6 tháng 4 tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, hạt Palm Beach, Florida, vượt con số hơn 26 triệu USD mà Tổng thống Biden quyên góp được hồi tuần trước tại một sự kiện gây quỹ ở New York với sự góp mặt của hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton cùng nhiều minh tinh điện ảnh. Trong khi chiến dịch quyên góp tranh cử của cựu Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa thu hút hàng chục triệu người tham gia vào tháng 3, thì những rắc rối pháp lý lại khiến nhóm vận động của ông thêm căng thẳng, góp phần giúp phe của Tổng thống đương nhiệm Biden gia tăng lợi thế tài chính. Hồ sơ bầu cử liên bang cho thấy Save America, công cụ gây quỹ và chi tiêu chính trị chính của cựu Tổng thống Trump kể từ khi ông rời nhiệm sở đã chi hơn 72,5 triệu USD cho các chi phí pháp lý tính từ tháng 1 năm 2021. Chỉ trong tháng 2 năm 2024, Save America đã trả gần 5,6 triệu USD chi phí pháp lý, phần lớn liên quan tới cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông, vượt qua số tiền mà ủy ban thu được trong tháng trước. Chi phí pháp lý đối với ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng dự tính sẽ tiếp tục tăng lên khi ngày xét xử cận kề hơn. Bầu cử Mỹ 2024, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden cao hơn ông Donald Trump. Tổng thống Joe Biden đã nới rộng khoảng cách dẫn trước đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò dư luận của Reuters Ipsos công bố ngày 9 tháng 4, khoảng 41% số cử tri tham gia cuộc thăm dò ý kiến kéo dài 5 ngày, kết thúc vào ngày 9 tháng 4 cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm họ trả lời khảo sát. Con số này đối với cựu Tổng thống Trump là 37%. Theo đó, khoảng cách ông Biden dẫn trước ông Trump là 4%, cao hơn tỷ lệ 1% trong cuộc thăm dò, cũng do Reuters Ipsos thực hiện hồi đầu tháng 3 vừa qua. Kết quả thăm dò cũng cho thấy nhiều cử tri vẫn chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng. Khoảng 22% số cử tri cho biết họ chưa chọn ứng cử viên nào. Số cử tri này đang nghiêng về các lựa chọn bầu cho người thứ ba hoặc có thể sẽ không bỏ phiếu. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos bao gồm phản hồi từ 833 cử tri đã đăng ký được khảo sát trực tuyến trên toàn quốc. Sai số trong cuộc thăm dò này vào khoảng 4%. Trong khi đó, phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Washington dẫn một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy
Đảng Cộng Hòa đã giành được lợi thế đáng kể trong số cử tri không có bằng đại học, cử tri nông thôn và cử tri da trắng, theo đạo Tin Lành. Đảng Dân Chủ vẫn nắm giữ được nhóm cử tri quan trọng, chẳng hạn nhóm cử tri da màu, giới trẻ, đồng thời giành được chỗ đứng đối với các cử tri có trình độ đại học. Theo tờ The New York Times, ngày 9 tháng 4, trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2020, có nhiều cử tri trên khắp nước Mỹ được xác định là đảng viên Dân Chủ hơn là đảng viên Cộng Hòa. Nhưng 4 năm sau nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, khoảng cách đó đã thu hẹp lại và cử tri Mỹ hiện gần như được chia đều giữa hai đảng. Một số cử tri hiện đang tỏ ra quan ngại về vấn đề tuổi tác của ông Biden trong khi ông Trump đang vướng vào một số cáo buộc hình sự. Ông Trump vận động tranh cử tại hai bang chiến địa Michigan, Wisconsin. Trước đó, ứng cử viên Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử trực tiếp tại hai bang chiến địa gồm Michigan và Wisconsin trong nỗ lực nhằm đánh bại đương kim Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Theo thông tấn xã Việt Nam, kể từ khi chắc chắn giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa cách đây 3 tuần, đến nay ông Trump mới chỉ tổ chức được một cuộc vận động cử tri lớn với sự tham dự của nhiều người. Hoạt động này tại Michigan và Wisconsin nhằm chấm dứt mọi đồn đoán rằng chiến dịch tranh cử của ông đang chậm lại. Trong bài phát biểu vận động tranh cử tại Grand Rapids, Michigan, cựu Tổng thống Trump xoáy vào cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới giữa Mỹ và Mexico và chỉ trích chính sách di cư của đương kim Tổng thống Joe Biden. Trong khi đó, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ đã đưa ra một tuyên bố hôm 2 tháng 4 để đáp trả. Chỉ trích ông Trump đã gây áp lực lên các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội nhằm đạt được một thỏa thuận giữa các đảng có nội dung quy định các biện pháp an ninh biên giới nghiêm ngặt nhất. Sau Michigan, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục cuộc vận động cử tri tại Wisconsin cùng ngày. Michigan và Wisconsin là hai bang dao động có thể quyết định liệu ông Biden hay ông Trump sẽ vào Nhà Trắng vào năm sau với cuộc đua dự kiến rất gay gắt trong năm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin nổi bật tại nhiều khung giờ để phục vụ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.